Xin chào tất cả mọi người. Xin chào các bạn đã trở lại với cái buổi livestream của thương hiệu đồng hồ Suunto. Thì hôm nay vị khách mời của chúng ta là Bảo Huy. Thì chắc là các anh chị mà theo dõi livestream thường xuyên của thương hiệu Suunto thì nhớ Bảo Huy. Bảo Huy với Bình thì đã làm cái số đầu tiên của chương trình, đó là giới thiệu cái đồng hồ Suunto 5. Thì hôm nay thì mình sẽ đi vào một cái phần rất là quan trọng trong cái hệ sinh thái của Suunto, đó chính là cái Suunto app trên điện thoại. Thì Suunto app nó không phải chỉ là một cái ứng dụng để mà lưu lại những cái bài tập của mình, hoặc là một cái nơi trung chuyển để mà chuyển cái bài tập đó qua Strava không, mà nó còn rất nhiều những cái tính năng ở trong đó mà mình có thể sử dụng để mà mình chuẩn bị cho cái chuyến đi của mình. Và những cái tính năng mà có thể là có những khách hàng của bên Suunto, họ xài Suunto 2 năm, 3 năm rồi, nhưng mà có thể là họ chưa biết những cái tính năng này. Thì nhân cái buổi ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người về cái tính năng đó. Có thể là có những khách hàng của bên Suunto họ xài. Thì anh Đức ơi, mình có thể chiếu cho em cái màn hình của điện thoại. Thì mình đi vào cái phần đầu tiên của cái tính năng quan trọng nhất của Suunto app. Thì trước tiên là mình sẽ download cái ứng dụng Suunto về điện thoại ha. Thì ứng dụng Suunto đây. Ứng dụng Suunto nó có một cái logo màu đen với cái hình tam giác màu đỏ ở giữa. Cái hình tam giác này màu đỏ này chính là cái biểu tượng trong cái logo của cái hãng Suunto luôn. Hôm nay thì mình có download và cài đặt sẵn cái ứng dụng Suunto ở trong điện thoại rồi. Bây giờ mình mở nó lên ha. Rồi đây là cái giao diện chính của Suunto. Các bạn cũng thấy là cái giao diện này nó có rất là nhiều những cái tính năng ở trên này, ở cái thanh điều khiển ở dưới và phía trên nữa. Thì mình có thể là dành rất nhiều thời gian để mà khám phá cái ứng dụng này, tại vì nó có rất là nhiều những cái tính năng ở trong ngóc ngách của nó nữa. Thì thông thường thì mình chỉ sử dụng khoảng 70% những cái tính năng của nó thôi. Tuy nhiên thì những cái tính năng khác nó cũng rất là đầy đủ dành cho để tập luyện thể thao. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái tính năng rất là đặc biệt quan trọng của cái app Suunto này, đó chính là mình có thể là mình tập luyện bằng cái app này và nó sẽ theo dõi cái quá trình tập luyện của mình. Thì có những bạn mình chuẩn bị mua đồng hồ Suunto, mình sẽ cân nhắc xem là có nên mua hãng này hay không, hãng này có tốt hay không, thì mình có thể trải nghiệm một số các cái công nghệ của hãng Suunto, một phần thôi nha, một phần cái công nghệ đó thôi trên cái Suunto app này, để trước khi đưa ra cái quyết định. Hoặc là mình cũng có thể là có những ngày, ví dụ là mình có đồng hồ Suunto rồi nhưng mà có những ngày mình đi công tác mình quên mang cái đồng hồ theo, thì mình có ít nhất mình cũng còn cái điện thoại, thì mình cũng có thể dùng điện thoại để mà mình tập luyện với nó. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái cách để mà mình theo dõi cái quá trình tập luyện của mình bằng cái app Suunto này. Đầu tiên thì mình nhấn vô cái nút cái biểu tượng dấu cộng ở trên cái thanh điều khiển phía trên cùng của cái app này ha. Đây mình chọn Record with app. Rồi, Activity Time là cái môn mà mình sẽ dự định mình chơi. Ở đây mình có trong Suunto app nó có khoảng 80 môn khác nhau, thì gồm có là chạy bộ, đạp xe nè, đạp xe địa hình nè. À, chạy địa hình, đi bộ, tập tạ vân vân. Và ở dưới này nó còn rất là nhiều những cái môn thể thao khác nhau. Thì theo Bình thống kê thì chắc là có khoảng hơn 80 cái môn thể thao ở trong cái danh sách này, kể cả những cái môn dù lượn hoặc là ba môn phối hợp đá banh, chơi golf này nọ vân vân, rất là nhiều ở trong này. Thì mình ok, bây giờ mình thử bắt đầu với môn running ha. Audio feedback là những cái hướng dẫn chỉ dẫn trong quá trình tập luyện, thì mình hay tắt nó đi. Auto pause. Auto pause này cái mục thứ ba nó là dành cho những cái vận động viên chuyên nghiệp. Thì khi mà những vận động viên chuyên nghiệp thì họ muốn bật cái tính năng này lên để mà lúc mà họ chạy chậm họ nghỉ thì nó sẽ không có cộng vô cái tổng quá trình tập luyện của họ. Cái phần go target với cái phần follow route này thì mình sẽ giới thiệu ở mọi người ở phần sau ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu cái bài tập này bằng bấm cái nút continue ở dưới. Rồi, đây là cái giao diện trong quá trình tập luyện của mình. Thì mình bắt đầu cái bài tập ngày hôm nay cách là bấm nút start. Rồi, mình đang dùng điện thoại cho nên là cái con điện thoại này nó sẽ bắt GPS rất là nhanh. Nó dựa vào công nghệ của sóng GSM để mà nó định vị mình, kết hợp với lại công nghệ GPS để mà nó định vị rất là nhanh. Thì giờ đây mình đang ngồi ở chỗ đường Nguyễn Trãi.
khả năng định vị mình đây. Đây là cái giao diện chính, mình gồm có là cái thông số hiển thị ở trên đây là cadence nè, quãng đường nè, hoặc cadence là cái số vòng quay của chân á, nhịp 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 chạy á, nhịp điệu, một số các bạn gọi nó là nhịp điệu trong quá trình mình chạy bộ ha. Distance là quãng đường, speed với pace là tốc độ. Đó, mình bấm vô đây thì nó sẽ hiển thị speed với pace nó thay đổi nhau. Còn đây là average speed hoặc là average pace, average pace. Rồi, mình có thể thay đổi các cái thông số hiển thị ở đây bằng cách mình bấm và mình giữ vào một cái thông số nào đó, ví dụ như đây, mình muốn thay vì nó là cadence thì mình hiển thị là thời gian đi, duration, duration là thời gian. Đó. Rồi. Ngoài ra thì các bạn thấy ở phía phần dưới á, ở phía trên cái nút stop và lap á, thì mình có cái năm cái nút tròn, có nghĩa là ở đây mình sẽ có năm cái màn hình khác nhau. Thì năm cái màn hình này nó hỗ trợ các cái thông số khác nhau trong quá trình tập luyện của mình theo dõi. Ví dụ màn hình thứ hai thì mình có cái gì? Mình có thêm calorie nè, cái số bước chân trong một phút nè, rồi cái độ cao nè. Đó. Tiếp theo thì là cái bảng, gọi là cái bảng tổng kết theo từng lap. Ví dụ như là mình có cái hay là còn gọi là split nữa, tức là cái phần tổng kết nhỏ cái bài tập của mình đó, cứ mỗi 500 m thì nó sẽ tổng kết, hoặc là một cây số thì nó sẽ tổng kết một lần cho mình, 2 cây, 5 cây, vân vân. Rồi ở đây là cái biểu đồ về vận tốc của mình. Đó. Đây là cái biểu đồ về nhịp tim. Thì Suunto, cái app Suunto này có một cái hay rất là hay, đó là kể cả nếu như mà mình đeo cái nhịp tim á, đeo ở ngực thì mình pair với lại cái điện thoại thì nhịp tim nó sẽ hiển thị ở đây luôn. Còn một số cái app khác như là Strava thì mình phải mua cái phiên bản premium, tài khoản Strava premium để mà mình sử dụng cái tính năng này. Rồi, về màn hình chính về tập luyện á, thì mình còn có cái gì? Có cái phần bản đồ ở đây nữa. Phần bản đồ của Suunto rất là hay luôn nha các bạn. Mình có thể zoom vào trong cái phần bản đồ này. Đây, phần bản đồ của Suunto ở đây mình sẽ, nếu những cái con đường mà mình đi qua thì nó sẽ được tô màu xanh nha. Ở đây thì mình hiện giờ mình không có chạy, nhưng mà các bạn nào mà chạy thì mình sẽ thấy là những cái đường mình đi qua nó sẽ màu xanh. Mình có thể chọn nhiều cái loại bản đồ khác nhau. Ví dụ như bây giờ mình đang chọn cái bản đồ này á. Bản đồ này nó gọi là bản đồ dã ngoại. Thì trên cái bản đồ dã ngoại này, ngoài cái đường xe chạy hơi, xe máy chạy, thì mình còn có thể thấy được cái đường đi bộ nữa. Ví dụ như ở đây mình zoom vào, mình thấy các cái đường, các cái lối mòn đi bộ. Ví dụ như đang công viên Tao Đàn, hoặc là Dinh Độc Lập nè. Đó, mình sẽ thấy các cái đường đi bộ ở trong cái này. Cái này rất quan trọng nha các bạn. Nếu như mà mình đi chạy trail á, thì mình sẽ ở trong rừng, mình cũng sẽ thấy được những cái đường đi bộ trong rừng luôn. Mình sẽ tránh lạc đường, tránh các cái tình huống lạc đường. Ngoài ra thì Suunto họ còn có rất nhiều những cái dạng bản đồ khác, như là bản đồ này nó gọi là bản đồ dark, tức là bản đồ tối. Thì mình có thể là mình xem được những cái cung đường đi qua bằng cách đó là nó sẽ tô đậm cái con đường mình đi, nó sẽ sáng rực lên trên này. Rồi. Quay trở lại cái bài tập này, ở phía dưới cùng á, thì nó có hai cái nút là stop và nút lap. Nút lap là gì? Nút lap là khi mà mình chạy theo cái vòng ở trong công viên, hoặc là theo vòng ở trong sân vận động, thì khi mỗi một lần mình kết thúc một cái lap thì mình bấm vào nút này, nó sẽ tổng kết cho mình để mình theo dõi cái quá trình tập luyện của mình, là mỗi một cái vòng như vậy thì mình chạy tốc độ bao nhiêu, tốc độ trung bình bao nhiêu, rồi nhịp tim như thế nào, để mà mình có thể điều chỉnh cho các cái vòng chạy sau đó. Ngoài ra thì cái app Suunto này nó còn tích hợp là, ví dụ như mình có thể là chuyển qua cái phần nghe nhạc để mà mình mở nhạc để mình nghe trong quá trình mình tập luyện nè. Hoặc là mình có thể bấm vào ở phía trên thanh điều khiển trên cùng có cái nút chụp hình, có nghĩa là mình, nếu mà mình đang chạy tới một cái địa điểm mà nó rất là đẹp đó, thì mình có thể là mình bấm vô cái nút chụp hình để mình chụp cái bức hình mình lưu lại trong cái bài tập của mình luôn. Rồi. Cơ bản về cái việc ghi nhận một cái bài tập với Suunto là như thế này. Hiện giờ mình kết thúc bài tập bằng cách mình bấm vô nút stop. Stop này nó chỉ tạm ngưng cái bài tập thôi. Mình có hai lựa chọn là mình có thể là nghỉ ngơi để mình chạy tiếp, thì mình bấm nút resume, hoặc là mình kết thúc bài tập luôn bằng cách là bấm nút end.
ở đây đó. Mình lưu lại cái bài tập ngày hôm nay, mình nói là mình có thể ghi chú là và mình lưu lại ở đây ha. Đó, đây là cái bài tập của mình. Khi mà mình có, sau khi kết thúc bài tập thì mình có thể xem lại những cái thông số mà mình đã chạy trước đó. Cái này hôm nay mình không có thực sự mình chạy cho nên là mình sẽ không có hiển thị thông số ở đây. Mình có thể xem một số các cái bài tập trước đó mà mình đã chạy nha. À, ví dụ như ở đây mình có, đây, ví dụ như một cái bài run đi. Đây, một cái bài chạy 7 cây số, 7 cây rưỡi, 7 cây 31. Đây, cái màn hình tập luyện chính của mình nó sẽ có những cái thông số như là thời gian, quãng đường, recovery time. Nếu mà mình không hiểu rõ một cái thông số đó, mình có thể bấm và giữ ở đây thì nó sẽ hiển thị ra cái phần chú giải cho cái thông số đó. Ngoài ra thì nó có rất là nhiều những cái dữ liệu phân tích ở trong này nữa, ví dụ như là cái pace. Và cái pace thì mình có thể là mình xem lại chi tiết một cách rất là hay bằng cách là mình bấm vô cái nút là view on map nè. Thì mình rê chuột, rê cái tay mình ở phía dưới cái màn hình đó thì mình sẽ thấy được tốc độ mình chạy như thế nào qua mỗi một cái đoạn ở trên cái cung đường này. Đó, bữa mình chạy 7 cây 3. Đó, mình rê chuột như thế này. Đó. Hoặc là nó có những cái thông số về thống kê, ví dụ như là trước đó mình đã chạy ở cái cung đường này thì thời gian là bao nhiêu, chạy tốt nhất là bao nhiêu, vân vân. Có rất là nhiều những cái thông số phân tích cho mình so sánh các cái lần chạy trước nữa, hoặc là so sánh 30 ngày gần đây nhất. Đó. Đây là cái bản tổng kết theo lab. Nửa cây mét, một nửa cây số, một cây số, hai cây số và năm cây số. Mình có thể chia sẻ các bài tập này cho bạn bè mình để chuyển nó qua chế độ public để bạn bè hoặc follower xem, hoặc là mình có thể share nó với lại Facebook. Mình có thể thêm một cái tấm hình vào đây, hoặc là mình có thể xuất cái file này ra, xuất cái đường, cái cung đường chạy này ra thành một cái file file fit nè. Đó, hoặc là mình lưu cái cung đường này lại để lần sau mình có thể gửi cho bạn bè mình đi chạy cái cung đường này, đúng không? Rồi. Cơ bản là về cái phần tập luyện với cái Sunto app nó là như thế này. Thì vừa rồi á, thì mình đã giới thiệu cho mọi người một cái tính năng rất hay của Sunto app, mà có thể là có những anh chị sử dụng đồng hồ Sunto 2-3 năm vừa qua rồi mà cũng chưa biết cái tính năng đó nha. Thì đó là một cái tính năng rất là hay, rất là đặc biệt của Sunto, đó là app Sunto có thể dùng để ghi nhận cái bài tập của mình luôn. Tức là những anh chị mà mình tóm tắt lại cái nội dung của cái đoạn vừa rồi, tại vì có một số anh chị vào phòng trễ cho nên là mình sẽ không có theo dõi hết được cái đoạn video clip giới thiệu cái tính năng đó, thì mình tóm tắt lại như sau. Thì Sunto app nó cho phép mình là theo dõi một cái bài tập, ví dụ như chạy bộ hoặc là đạp xe. Thì có những anh chị là mình dự định mua đồng hồ Sunto nhưng mà mình không biết là Sunto có thực sự tốt hay không, thì mình muốn trải nghiệm một phần cái những cái công nghệ của Sunto, thì Sunto app chính là cái ứng dụng mà mình có thể là mình bắt đầu mình trải nghiệm một phần những cái công nghệ của Sunto nha. Tại vì phần lớn những cái công nghệ còn lại nó nằm trên con đồng hồ, bao gồm những cái thuật toán, tính toán của Sunto để mà tối ưu cho cái đồng hồ đó, và những cái tính năng đặc biệt chuyên gia thể thao trên đồng hồ thì cái app này nó không có. Tuy nhiên thì Sunto app nó có một vài cái ưu điểm, ví dụ như là nó cho phép mình kết nối với cái nhịp tim đeo ở ngực nè, nó cũng sẽ hiển thị cái biểu đồ nhịp tim trong quá trình mình tập luyện mà mình không cần phải mua cái phiên bản cao cấp của ví dụ như nếu mình xài một số ứng dụng khác như là Strava hay là Nondo, mình cần phải mua cái phiên bản premium hoặc là phiên bản cao cấp, tức là mình phải trả phí thì mình mới được sử dụng những cái tính năng đó. Nhưng với Sunto app thì mình hoàn toàn mình có thể theo dõi được nhịp tim trong quá trình tập luyện luôn với cái đai tim ha. Kết nối chỉ cần là cái điện thoại nó pair với lại cái nhịp tim bằng Bluetooth. Thứ hai nữa là nó có thể nghe nhạc trong quá trình tập luyện nữa nè. Đó, thì có những anh chị là mình có đồng hồ Sunto rồi nhưng mà có những ngày mình đi công tác mình quên đem theo đồng hồ. Ví dụ mình đi công tác đâu đó 2-3 ngày mình không có thời gian để mình chuẩn bị, mình quên đem theo cái đồng hồ thì mình ít nhất mình cũng còn cái điện thoại. Thì với điện thoại mình cũng có thể là lưu
theo dõi một cái bài tập luyện của mình, chạy bộ hoặc là đạp xe hoặc là tập gym vân vân. Thì cái đoạn clip vừa rồi đó mình đó đi qua những cái chi tiết ở trong cái phần sinh tố áp để mà mình ghi nhận một cái bài tập. Thì phần thứ hai á, thì nó sẽ liên quan tới cái phần quản lý các cái thông tin tập luyện của mình. Thì hôm nay có Bảo Huy ở đây thì anh nói Bảo Huy sắp tới Bảo Huy có tham dự cái giải chạy bộ nào không ta? Có à, sắp tới thì Huy sẽ tham dự giải VGM Thì thì em cự cự ly bao nhiêu? cự ly thì hiện tại mình cũng chưa chắc chắn, nhưng mà khả năng thì phải đi lại 70 70. nên Ok. Thì ví dụ như Bảo Huy là một người chạy rất là nhiều, hầu hết các cái giải chạy nào của Bảo Huy cũng tham gia hết á, giải chạy thành phố nè, giống như Techcombank rồi Hồ Chí Minh City Run, Đà Nẵng Marathon, hầu hết với lại những cái giải trail nữa, hầu hết các cái giải đều có Bảo Huy tham dự. Thì anh hỏi là Bảo Huy có gặp cái vấn đề ví dụ như Bảo Huy muốn tìm lại cái track lót mà Bảo Huy chạy cách đây 1 năm 2 năm, Bảo Huy có dễ dàng tìm lại cái track lót đó hay không? À, nếu mà trên đồng hồ sinh tơ đúng không? Trên Trên hay là hoặc là Strava Strava. hoặc là gì đó, em có muốn tìm lại cái track Dạ lót đó có có. vậy không? Em cũng muốn tìm mà. Tại vì cũng có lúc là cái track log mình nó bị lưu lại, nhưng mà trên Strava nhiều khi tìm không ra. Nó quá nhiều đúng không? Dạ, nó quá nhiều. Ok. Thì bạn biết không, cái Sunto app, cái phiên bản cập nhật mới nhất của Sunto app nó có cái phần quản lý cái track log cái bài tập luyện rất là hiệu quả luôn. Thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người nó trong cái phần tiếp theo sau đây ha. Mà nước chiếu giùm em cái điện thoại. Mới gần đây thì Suunto app nó có một cái bản cập nhật mới, bổ sung thêm một vài tính năng cộng với lại cái phần cải thiện về hiệu suất hoạt động của ứng dụng. Thì một trong những cái cải thiện đó mà mình thích nhất đó chính là cái phần quản lý cái tập luyện của mình. Ví dụ như ở cái giao diện chính này mình thấy có một cái lịch ở trên góc bên phải nè. Đó. Thì cái lịch này á, là cái lịch tập luyện theo tuần, theo tháng và theo năm của mình. Thì năm nay á, là năm đại dịch Covid, cho nên nó là cái thời gian tập luyện của mình rất là ít. Tuy nhiên là các bạn cũng thấy cơ bản thì mình sẽ có những cái màu vàng á, là chạy bộ nè, màu cam á, là ví dụ như mình xem màu cam đó là gì? Màu cam đó là đạp xe, màu xanh lá đó là đi hiking dã ngoại. Ngoài ra thì nó có những cái bài tập nó liên quan tới bơi nữa. Ví dụ như năm nay hơi ít, nhưng mà ví dụ mình chuyển qua năm ngoái mình sẽ xem hồ năm ngoái thì mình tập luyện dày đặc hơn rất là nhiều, thì rất là dễ dàng mình có thể là mình theo dõi cái quá trình tập luyện của mình, như tần suất tập luyện của mình, rồi mình chơi những cái môn nào ở trên này bằng những cái hình ảnh, những cái biểu tượng, những cái vòng tròn này, nó rất là sinh động và dễ dễ theo dõi. Ví dụ như có những ngày mình có thể mình chơi ba ba môn nè, ví dụ như ngày hôm nay mình có là chạy bộ nè, bơi nè, chạy trên treadmill tập tạ, rồi sau đó lại đi bơi tiếp nữa. Đâu, ngày rất là năng động ha. Ví dụ như trước đó mình có nghĩ, mình có nhớ là mình có chạy ở đâu đó vào tháng mấy, thì mình có thể rất là dễ dàng để mình tìm kiếm lại những cái bài tập đó. Đó. Ở này, 28, 28 thì bắt đầu cuối 28 mình mới bắt đầu tập luyện với Sunto. 29 thì tập luyện rất là nhiều. Ok, Bảo Huy thấy không? Cái phần trên Suunto app á, cái phiên bản cập nhật mới nhất cách đây khoảng anh nhớ là khoảng 4 tháng thì phải, thì nó có một cái phần quản lý cái track log cực kỳ hiệu quả luôn. Tức là mình có thể quản lý theo tuần, theo tháng, theo năm. Mình có thể Và xem những nguyên cái một năm năm luôn, trước luôn. đó là những năm trước, và tổng kết theo từng năm luôn. Và nhìn vô một năm như vậy mình thấy là tháng này mình đi chạy nhiều, đi bơi nhiều, đi đạp nhiều hay như thế nào đó, nó sẽ nằm tất cả trong đó. Ví dụ mình tìm là ngày bữa trước mình có đi bơi biển ở đâu đó, thì cái track log bơi biển nó sẽ có một cái màu rất là đặc trưng, ví dụ như là màu xanh dương đậm, mình sẽ bấm vô cái màu đó, mình sẽ tìm được đúng cái track log mình đi bơi biển. Hoặc là nếu mình chạy bộ ở đâu đó, ví dụ như là mình nhớ là mình đang chạy trail hồi tháng mấy ở một cái khu vực mới như nào đó, mình sẽ kiếm lại được cái nó rất là dễ dàng nhờ cái phần mềm quản lý mới của Suunto. Thì đó là một điều rất là đặc biệt. Thì các anh chị hôm nay tham gia cái buổi livestream, cái phần chính của cái buổi livestream ngày hôm nay là giới thiệu về Suunto app. Thì các anh chị trong quá trình thắc mắc về trong quá trình theo dõi livestream thắc mắc về sản phẩm Suunto, ví dụ như đồng hồ Suunto 5, Suunto 7, Suunto 9 hoặc là cái Suunto app, thì anh chị có thể đặt câu hỏi trực tiếp vào cái phần livestream, thì mình với Bảo Huy sẽ trả lời cho mình ha. Để mình xem qua. Có một số khách hàng nói là chỉnh mạng đi, mạng hơi lắc.
hơi bị lag quá. Thì chắc là đội kỹ thuật hỗ trợ giúp em cái phần mạng ha. Thì tiếp theo thì anh đang tính hỏi Bảo Huy nè. Bảo Huy chạy các cái giải trail rất là nhiều rồi. Thì các cái giải trail mà Bảo Huy chạy cô Liên cũng rất là dài đúng không? Bảy mươi, 100 hoặc là hơn nữa đúng không? Giải dài nhất của em là bao nhiêu ta? Giải anh có chạy liên tục á là anh có quá 128 km. Wow, 128. Với anh hỏi Bảo Huy nè, Bảo Huy có bao giờ bị lạc trong quá trình đi chạy trail? Dạ có chứ. Tại vì ngay cả mặc dù cái đường trail thì nó có nhiều ngã thì mình có thể mình chạy bị lạc hoặc là mình không có chú ý cái marker của ban tổ chức. Ok. Có một cái lý do mà mình bị lạc rồi, cái cách nào để mà mình tìm được cái đường mình quay về? Thông thường á, thì mình sẽ đi theo cái marker, thì mình chạy khoảng 100-200 m mình không thấy cái marker nữa thì mình sẽ mình đoán có thể mình bị lạc thì mình sẽ quay đầu mình tìm lại cái marker gần nhất. Xong rồi mình bắt đầu tìm lại cho đúng cái đường theo cái marker. Nhưng mà Bảo Huy nghĩ thử xem là, nói chung là anh cũng hay cũng một vài lần bị lạc á. Nhưng mà theo cá nhân của em thì cái lý do gì để mà mình bị lạc khi mà mình đi chạy trail? Tại vì anh nghĩ là ban tổ chức họ đã gần như là họ đánh dấu đường rất là kỹ rồi. Đúng không? Thì lý do gì mình lại đi lạc? Có thể là một phần là chạy trail thì thường mình không có quan sát được nhiều phía dưới mà mình phải cái mặt mình có thể gọi là cắm đầu xuống đất á, tại mà để mình nhìn đường nhìn đó, đó là mình nhìn, thì có thể là cái tới cái ngã ba đó cái mình theo cái quán tính mình cứ đi theo thôi thì mình có thể bị lạc. Thật sự đó là trong quá trình chạy trail anh chị biết không, có những cái ngã rẽ bất ngờ lắm, mình không có biết trước được, tại vì mình cứ nghĩ là mình cứ chạy thẳng theo cái đường lớn á, nhưng thật sự là chỗ đó là có một cái ngã rẽ bên tay trái hoặc tay phải. Ban tổ chức có đánh dấu nhưng mà tại vì mình thì mình cái thiên hướng của mình lúc đó mình chạy hoặc là mình có thể mệt quá hoặc là mình đang suy nghĩ một công chuyện gì đó hoặc là mình đang nói chuyện với bạn bè, mình không có chú ý tới cái phần đánh dấu đường, mình bỏ qua một cái ngã rẽ nhỏ đó, tại vì cây cối xung quanh nó nói chung là nó cũng rất là đẹp cho nên là nhiều khi mình không có để ý quang cảnh xung quanh đâu, thì mình lại đi thẳng hoặc là mình đi theo cái con lối mòn của mình đang đi cho nên là mình sẽ không có thấy cái lối rẽ. Hoặc là có những cái trường hợp nó cũng lạ lắm Bảo Huy. Thực sự là anh cũng đang cố gắng anh chạy nhưng mà anh nhìn đường á nhưng mà anh bị lạc. Có một cái ngã rẽ, chỗ đó có ngã rẽ nhưng anh không có rẽ theo đúng cái hướng đó mà anh lại đi cái ngã rẽ sai thành ra. Nhưng mà tới cái lúc mà anh quay lại thì anh mới thấy cái ngã rẽ đó, nói chung là nó cũng hơi hơi kỳ lạ một chút. Với lại anh để ý là đôi lúc á là mình lạc cũng nhiều lý do nè. Thứ nhất là mình chạy mình nói chuyện với ai đó. Thì mình sẽ trong quá trình mình chạy mình nói chuyện mình sẽ phân tâm, mình không có chú ý vào cái phần đánh dấu đường. Thứ hai nữa là mình đang đuổi theo một cái người nào đó phía trước mình, cái người đó mà họ đi sai á thì mình cũng sẽ đi sai theo họ luôn. Đúng rồi. Tại vì mình có xu hướng là mình đặt một cái mục tiêu là mình sẽ cố gắng bám đuôi theo cái anh này. Tại ảnh chạy tốt quá mình ảnh sẽ là cái người dẫn tốc cho mình đúng không? Mình sẽ chạy theo ảnh, mình không có chú ý xung quanh. Cho nên là mình sẽ đi lạc. Mình lạc theo luôn. Đúng rồi. Mình thì mình đi chạy cũng khá là nhiều cự ly dài, 42 nè, 50 rồi 55 rồi 70, cự ly dài nhất mình chạy là 70, thì có mình có nghe những câu chuyện có những bạn mà đi lạc tới mười mấy cây số lần á. Nói chung là cũng rất là khủng khiếp ha. Thì để tránh cái chuyện đó xảy ra thì mình có rất là nhiều cách để mình hạn chế cái chuyện là mình đi lạc, bằng cách là mình sẽ tải cái bản đồ đó vào đồng hồ đúng không ơi? Tải cái bản đồ đó vào đồng hồ. Thường các cái giải chạy thì mang giải chạy trail, đặc biệt là giải chạy trail, giải chạy thành phố thì hầu như là sẽ ít có chuyện lạc đường, cũng có nhưng mà ít thôi, mà lạc cũng ngắn thôi. Nhưng mà giải trail thì nó phức tạp hơn, là tại vì nó diễn ra địa hình tự nhiên nó quá rộng lớn, thì thường là ban tổ chức sẽ cung cấp một cái bản đồ để mà mình có thể lót vô cái điện thoại. Thường thì Bảo Huy có lót vô điện thoại trước khi quên lót vô đồng hồ để mà trước khi chạy. Những cái cự ly ngắn thì em có lót, ví dụ như 42 hoặc 55, còn những cự ly dài quá thì 70-100 thì em không có lót. Ủa sao kỳ vậy? Lý do cự ly ngắn là phải lót vô điện thoại? Tại vì các cái cự ly dài á, thường thì em chạy thời gian nó sẽ rất là tốn nhiều thời gian hơn, khoảng tầm ví dụ như 70 thì khoảng 15-18 tiếng, hoặc là 100 thì tới 24-25 tiếng là cả ngày, thì cái thời lượng pin á, thì em muốn cho cái chất lắp của em nó được tốt hơn thì nó đỡ bị tốn pin. Ok, đó cũng là một cái lý do, nhưng mà anh nghĩ nó cũng không ảnh hưởng lắm, là tại vì sinh tố chính thì nó cho phép mình sử dụng pin tới tối thiểu là 25 tiếng đồng hồ, cho nên là chắc cũng không ảnh hưởng lắm đâu. Nếu mà cự ly dài hơn nữa thì mình cân nhắc cái chuyện đó, nhưng mà mình có những cái cách để mình phòng tránh mình lạc đường. Thì
Trong ngày hôm nay á, thì bên cái page của Suunto Việt Nam sẽ post một cái bài là 6 cách để mà mình nói chung là mình chuẩn bị cho cái chuyến đi, 6 cách để mà mình chuẩn bị cho cái cung đường, cho đó là mình phải tìm hiểu về cái cung đường chạy của mình trước khi mà mình đi để mà phòng tránh cái chuyện lạc đường. Thì một trong số những cái cách đó là sử dụng cái ứng dụng Suunto app. Suunto app ở đây á, nó có cái phần là map, tức là bản đồ, nó sẽ giúp mình có rất là nhiều những tính năng trong cái phần bản đồ đó mà các anh chị có thể dành thời gian để mà khám phá nó ha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu sơ qua một số tính năng đặc biệt ở trong cái phần bản đồ đó, thì các anh chị có thể là nghiên cứu và làm theo. Thì mời anh Đức, chiếu dùng cái điện thoại. Ngày hôm nay á, thì trang Facebook Suunto Việt Nam họ mới vừa đăng một cái bài viết là có 6 cách để mà lên kế hoạch cái chuyến đi mới của mình. Thì thật sự là các bạn có thể là lên cái trang Facebook Suunto Việt Nam, facebookvn.suunto để mà mình đọc cái bài viết đó, để mà mình chuẩn bị cho cái chuyến đi sắp tới của mình cho nó an toàn. Thì một trong những số những cách đó là lên cái kế hoạch chuyến đi bằng cái công cụ là map của cái Suunto app này. Cái công cụ map này nó xây dựng rất là nhiều những cái tính năng trong đó. Nó không chỉ sử dụng dữ liệu của Google Map không đâu các bạn, mà nó còn sử dụng rất là nhiều dữ liệu của các cái đối tác khác của Suunto nữa. Những cái đối tác liên quan tới bản đồ, outdoor, dã ngoại nữa, vân vân. Thì trước tiên đó là cái thanh điều khiển ở trên cùng thì mình có cái dạng bản đồ là dark nè. Ngoài ra thì mình có bản đồ về chia theo địa hình. Địa hình này thì mình sẽ thấy được các cái cung đường đi bộ. Ví dụ như mình zoom vào mình sẽ thấy các cái đường đi bộ lối mòn ở đây đó. Ngoài ra thì mình sẽ có thể lên kế hoạch của mình bằng cách đó là mình chọn cái môn. Ví dụ như mình đang ở cái chế độ lăn lò heat map. Heat map thì mình heat map này nó chia theo môn, ví dụ như là chạy bộ nè, chạy trail nè, đạp xe nè. Ví dụ như mình thấy mình đạp xe đây, đây là những cái cung đường đạp xe mà mọi người đạp xe ở thành phố mình nè. Đó, quá nhiều luôn các bạn ha. Những cái cung đường nào mà sáng rực lên đó, màu vàng là những cái cung đường đó người ta đạp nhiều nhất. Mấy anh chị đạp xe thì đạp rất là xa, cho nên là cái môn đạp xe này mình sẽ thấy rất là lớn. Đó. Rồi, ngoài ra thì mình có thể lên cái kế hoạch chuyến đi của mình bằng cách là mình xem lại những cái chuyến đi cũ. Ở phía dưới cùng mình có là My Track. My Track thì mình có là tuần này, hàng tháng hoặc là năm nay. Ví dụ như mình xem năm nay thì mình đi chạy ở đâu. Đó. Năm nay thì mình có những cái điểm màu xanh nè. Để mình xem những cái điểm màu xanh. À đây là Đà Nẵng. Đà Nẵng. Đó, mình sẽ xem là Đà Nẵng mình có những cái chuyến tập luyện ở Đà Nẵng như thế nào. Cái này là của riêng cá nhân của mình thôi nha. Đó. Mình có thể lên kế hoạch cho một cái chuyến đi bằng cách đó là mình tạo một cái cung đường định sẵn trước đó. Ví dụ như là ví dụ như bây giờ mình quay về cái màn hình chính của mình đi, cái vị trí chơi hiện tại của mình đó là ở Nguyễn Trãi ha. Mình có thể tạo một cái cung đường đi trước bằng cách là bấm vào cái dấu cộng ở cái màn hình này. Mình bấm là mình có hai cách. Một là mình import cái route. Route này á, thì thường là nếu như mình tham gia các cái giải chạy của được tổ chức á, ví dụ như là giải Đà Lạt Ultra Trail nè, giải Sapa Việt Nam Ultra Marathon nè, ban tổ chức sẽ cung cấp cho mình cái bản đồ đó, mình có thể import cái route đó vào trong đây. Hoặc là mình có thể tạo một cái route bằng cách là mình bấm vào cái dấu cộng đó và mình tạo route đây. Bây giờ mình bắt đầu ở đây, mình chấm một cái điểm ở trên màn hình ở đây. Rồi sau đó là mình sẽ giả sử như mình bấm một cái cung đường tiếp theo. Đó là điểm B mình chạy tới đó. Sau đó thì mình sẽ chạy ở đây. Chạy vòng qua cái cung đường này, sau đó mình đi qua đường Trần Đạo nè, tới ngã tư đường Trần Đạo thì mình sẽ rẽ rẽ xuống đây. Đó. Sau đó mình chạy về đường Cống Quỳnh. Tiếp tục thì mình sẽ quay trở về cái điểm xuất phát của mình. Đó. Rồi. Thì cái cung đường này sau khi mình tạo ra thì mình có thể đặt tên của nó là chạy quận 1. Rồi, mình lưu nó lại.
thì tất cả những cái cung đường mà mình đã lưu lại rồi ấy, thì nó sẽ nằm ở trong cái mục là My Route. Các bạn sẽ thấy ở đây mình sẽ có là cái cung đường là chạy quận 1 nè, Đà Lạt Ultra Trail 70 cây nè, Đà Lạt Ultra Trail 29 42 cây, nó có rất là nhiều những cái cung đường mà mình đã tạo ra trước đó ha. Ví dụ như ở đây cũng có một cái cung đường nhỏ nhỏ vòng quanh cái cửa hàng Salomon Isinto mình có tạo trước đó ở đây rồi. Đó, thì bây giờ mình thử đi theo một chạy theo một cái cung đường nó sẽ như thế nào. Mình về màn hình chính, mình tạo một cái record with app, tức là mình bắt đầu một cái chuyến tập luyện với lại này cái mục cuối cùng follow route, mình có thể chọn cái cung đường chạy quận 1. Đó, thì bây giờ mình bấm nút continue ha. Đây, đây là cái bản đồ trong quá trình nếu mà mình chạy theo một cái route nào đó thì cái route mà mình chạy theo nó sẽ tô màu xanh. À, nếu như mà mình chạy lạc ra ngoài thì cái ứng dụng này nó sẽ cảnh báo mình và mình thấy rõ à mình sẽ phải đi theo cái cung đường màu xanh này, nếu như mà cái chấm tròn này mà nó không nằm trên cung đường màu xanh có nghĩa là mình đi lạc đường rồi. Hay là một cái, và cái này trên điện thoại trên đồng hồ của Sinto nó cũng có chức năng tương tự như vậy. À, bây giờ mình sẽ xem xét một cái tính năng khác cũng quan trọng là cái community. Community tức là gì? Để mình xem trong cái hội bạn bè của mình á, mình follow với lại những người follow mình á thì những người nào sẽ đi chạy những cung nào để mình có thể là mình chạy chung với người ta. Ví dụ như ở Sài Gòn á, thì mọi người hay đi chạy trail ở núi Dinh. Bây giờ mình thử đi tìm núi Dinh thử xem nha. Coi nó ở đâu. Này, núi Dinh nó nằm ở khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu. À, quan trọng là mình phải chuyển qua cái môn khác. Môn trail running đi. Mình chuyển qua cái môn trail running. Đúng rồi. Rồi, bây giờ mình đi xuống Bà Rịa, Vũng Tàu. Mọi người đợi một chút nha. Này, Bà Rịa có một cái cung. Cung trail running rất là phổ biến, đó là núi Dinh. À, mà đa số hình như mọi người đi chạy, mọi người không có chọn cái chế độ là trail running. Bây giờ mình chọn running đi, sao nó dễ thấy. Đây, à, nếu mà mình, đây đây là cái khu vực núi Dinh nè các bạn. À, nếu mình đi được cao tốc nó qua trên quốc lộ 51 á, thì mình sẽ có ngay chỗ đây mình có một cái đường quẹo trái đi vô đây. Cái cung đường núi Dinh nó sẽ sáng rực lên như thế này cho các bạn thấy. Thì nếu mình bấm vô đây mình xem. Đây, một người bạn tên là Phan đi hiking ở đây một cái quãng đường dài 11.5 cây số đi theo cái cung đường này. Đó. Nếu như thích đi theo cái cung đường này, mình có thể là mình chọn cái đó cái cung đường này và mình lưu cái route này lại. Mình đặt tên nó là núi Dinh hiking. Đó, mình lưu nó lại. Thì sau khi mà mình sync với lại cái đồng hồ thì cái cung đường này nó sẽ hiện ra trong đồng hồ, nó nằm trong cái phần My Route nè, tất cả những cái route mà ở đây là núi Dinh hai cái này nè nó sẽ hiển thị ở trong cái đồng hồ để mình chạy theo, hoặc là mình chạy bằng cái app này cũng được nữa. Đó. Có rất là nhiều bạn bè của mình đi tập ở núi Dinh vào cuối tuần ha. Đây, à, đây là cái bản đồ. Wow. À, đây là cái bản đồ của anh Masafumi Yamamoto. Anh này ảnh chạy 100 cây số cách đây 3 ngày. Đây là toàn bộ cái cung đường 100 cây số mà anh đã chạy qua ở trên núi Dinh. Thật là khủng khiếp, mình phải lưu lại cái này mới được. Lưu lại để có dịp mình sẽ phải training để cho cái kế hoạch chạy 100 cây của mình. Anh Masafumi này là anh người Nhật cũng là khách hàng của mình lưu ảnh cũng sở hữu một con Sinto 9 ha. Thì ảnh là một người chạy rất là dài, ảnh sở hữu cái công ty của Nhật ở đây và ảnh thường xuyên đi chạy các cái giải cự ly siêu dài ở khắp khu vực của mình và ở châu Âu nữa. Mình sẽ lưu cái route này lại để sau này có dịp thì mình sẽ chạy theo cái cung này. Quá tuyệt vời luôn. Wow, 100 cây số các bạn ơi. Nè, mình xem địa hình nè, nó lên xuống rất là nhiều ha. Mình đặt tên cho nó là 100 cây số ở núi Dinh. Các bạn thấy không? À, với cái Sunto app thì mình có thể làm rất là nhiều thứ với nó. À, ở đây mình đã ở núi Dinh thì mình thử đi xuống Vũng Tàu xem nha. Mọi người chạy ở Vũng Tàu như thế nào nha. Này, mọi người đi chạy Vũng Tàu thường thì mọi người sẽ đi chạy ở cái cung đường bảy đường Thùy Vân
nó dọc theo bãi biển nè đó. Mình có thể ví dụ như mình chấm cho một cái điểm chấm này, mình sẽ thấy ok có bạn caliber này chạy cái cung đường này 31 cây, wow, cũng 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 dài ha. Mình có thể chấm một vài cái cung đường khác đó. Đây là một trong số những cái cách để mà ví dụ như mình qua một cái thành phố mới, mình chưa biết mọi người đi chạy ở đâu, thì đây là cái cách để mà mình tìm những cái cung đường nào mà mọi người thường chạy nhất để mà mình chạy theo. Đó. Hoặc là ví dụ như mình đi xa một chút, mình đi qua Đà Nẵng thử xem. Đà Nẵng nằm ở trên này. Đây đây Đà Nẵng, mình thấy Đà Nẵng rồi. Ồ, Hội An cũng rất là nhiều người chạy, nó rất là sáng nè. Hoặc là mình tới Đà Nẵng đi, Đà Nẵng thì bạn bè mình chạy nhiều lắm. Mình thử một cái cung, tìm hiểu thử xem mọi người chạy ở đâu. Anh này đi chạy 5 cây. Mình thử kiếm một cái cung nào đó nó dài hơn một tí. Đó. Đây những cái bài tập mà ở đây ở chỗ đồ public thì được hãng Sinto collect lại ha, để mà nó tạo ra cái dữ liệu bản đồ này cho mình. Rồi, cơ bản là về cái phần lên kế hoạch tập luyện với cái phần Sinto app đó. Như vậy các bạn có thể là tận dụng những cái tính năng này để lên kế hoạch cái chuyến đi của mình cho nó an toàn và nó chi tiết và đảm bảo là mình sẽ không có lạc được ha. Thì cái phần vừa rồi á, mình cho mọi người thấy á, là trên Sinto app nó có một cái phần bản đồ, thì phải nói là cái phần bản đồ của Sinto app cực kỳ mạnh luôn. Là tại vì Sinto không chỉ hợp tác với Google đâu, mà Sinto còn hợp tác với lại rất là nhiều những cái đối tác khác liên quan tới bản đồ, như là Mapbox, rồi những số đối tác khác như là MyRadar này nọ vân vân, để mà xây dựng nên cái tính năng bản đồ này. Thì mọi người tóm tắt lại thì mọi người có thể làm gì đối với bản đồ của Sinto? Mọi người có thể là tải một cái cung đường nào đó trước, rồi mình ban tổ chức của các giải chạy sẽ gửi cho mình cái cung đường đó, mình tải vào trong trong Sinto app, xong sau đó mình xin với điện thoại, xin với đồng hồ, sau đó mình sẽ chỉ dùng đồng hồ và mình chạy theo cái cung đường trên đó thôi, đồng hồ nó sẽ dẫn đường cho mình. Hiện nay thì tất cả những dòng sản phẩm như Sinto 5, Sinto 7, Sinto 9 đều có chức năng dẫn đường theo cái cung đường định tuyến này. Và khi mình ra khỏi cái cung đường mà mình đã xác định trước đó rồi thì đồng hồ nó sẽ cảnh báo off route, tức là mình đã ra khỏi cái cung đường định trước đó, để mà mình ý thức được là mình ra khỏi cái cung đường đó và có khả năng là mình đi lạc ha. Rồi sau đó nếu mình quay trở lại đúng cái cung đường thì đồng hồ nó sẽ cảnh báo là on route, có nghĩa là mình đã quay trở lại với cung đường đó rồi. Thì đó là tính năng cơ bản nhất đối với cái phần dẫn đường. Ngoài ra thì trên Sinto app thì mình có thể làm việc gì nữa? Mình có thể xem mình tạo ra một cái cung đường bởi chính cá nhân của mình tạo ra cung đường, mình cứ tạo ra cái cung đường mình mong muốn với cự ly mình mong muốn. Thứ ba nữa là mình có thể xem bạn bè mình chạy những cái cung nào. Ví dụ như là bạn bè mình chạy núi Dinh, như nãy mình thấy là anh Masafumi anh chạy 100 cây ở núi Dinh, anh chạy với cung đường cũng hơi lạ lắm á. Cái cung đường đó tại vì mình thấy ít khi nào dân chạy trail ở thành phố Hồ Chí Minh chạy cung đường đó, nhưng mà không biết là anh chạy một cái cung đường rất là lạ và anh chạy cự ly lên tới 100 cây số. Thì để anh luyện tập cho các cái giải sắp tới của ảnh, thì mình có thể xem bạn bè mình chạy những cái cung nào và mình lưu cái cung đó lại trong trên điện thoại và trên Sinto app, sau đó mình xin vào đồng hồ và mình chạy thôi. Thứ tư nữa là mình có thể xem lại chính những cái cung đường mình đã chạy qua ở thành phố này, thành phố kia, ở khu vực này, khu vực kia, đã mình chạy những cái cung nào rồi. Đó, để mà mình có thể là mình quay trở lại những cái địa điểm đó để mình chạy tiếp hoặc là lên kế hoạch cho những cái buổi chạy khác. Đó là những cái tính năng đặc biệt đối với Sinto app. Thì cá nhân Bảo Huy thấy cái tính năng bản đồ của Sinto như thế nào? À, tính năng bản đồ Sinto thì nó rất là hay và nó rất là đầy đủ, thì mình có thể mình tải map này rồi các cái tính năng mình đầy đủ, mình không có lo vấn đề mình không Đi bị lạc lạc đường đúng nữa. không? Ok. Cho nên nó là đối với đồng nếu như mình có cái đồng hồ Sinto thì rất là tốt. Nếu như mình không có đồng hồ Sinto thì mình cũng nên tải cái Sinto app này về điện thoại của mình, để mà gì
Với cái Suunto app này thì mình có thể tận dụng được rất nhiều những cái tính năng của nó. Ví dụ như thậm chí là có mình biết là có rất nhiều anh chị nha, vẫn đang chạy với điện thoại á, điện thoại iPhone, Android này nọ, và họ chưa có ý định mua đồng hồ đâu. Cho nên là họ đang chạy với lại các cái app như là Strava, Endomondo, vân vân. Nhưng mà mình khuyên mọi người nên download thêm một cái app mình nữa, đó là Suunto app. Mọi người không cần dùng, không cần phải mua, nhất thiết phải mua Suunto 5, Suunto 7, Suunto 9 để như trải nghiệm những cái công nghệ bản đồ của Suunto đâu, mà ngay trên Suunto app luôn. Mình có thể trải nghiệm nó ngay trên Suunto app mà mình tập luyện với nó cũng được luôn. Rồi sau đó mình nếu mà mình quyết định mua đồng hồ thì đương nhiên là mình sẽ có thêm những cái tiện ích và những cái tính năng đặc biệt của đồng hồ. Thì cái đó là phần có thêm. Nhưng mà tuy nhiên là cái Suunto app này nó là miễn phí nha tất cả mọi người. Suunto app này miễn phí, tất cả những tính năng Suunto Build đó, những cái tính năng đặc biệt đó hầu như không có cái app nào có những cái tính năng như vậy đâu, và chúng tôi cung cấp nó miễn phí. Thì phần tiếp theo thì mình muốn giới thiệu với mọi người đó chính là cái phần Suunto app nó còn có một cái tính năng nữa, nó giống như là mạng xã hội vậy đó, giống như là nó giống như Facebook mình Facebook. thấy nhau trên, mình đăng một cái bài post lên mình thấy mình tương tác với nhau, say ô đẹp quá hay là vui quá gì đó. Đó thì Suunto app họ cũng có một cái tính năng giống như vậy, thì mời anh Đức có thể chiếu cái màn hình điện thoại giúp em. Cái phần cuối cùng mà mình muốn nói đến ngày hôm nay đó là cái ứng dụng Suunto này nó hoạt động như một cái mạng xã hội á. Cho nên là mình có thể thấy được bạn bè của mình đi tập luyện như thế nào. Mình có thể tương tác với họ luôn. Ví dụ như là ở đây anh Khải anh mới vừa đạp xe, anh mới vừa đạp xe anh Khải Lưu. Anh Khải Lưu là chủ của nhà hàng hệ thống nhà hàng Mù Vàng. Thì anh là khách hàng rất là thân thiết của mình thì anh cũng sở hữu một con Suunto 9 Red Bull. Thì hôm nay anh đi chạy anh đi đạp xe 41 cây số ở cái cung đường này đó. Mình có thể mình comment, mình có thể comment mình tương tác với ảnh. Hoặc là nói chung là tất cả những cái tập luyện của bạn bè mình ở chế độ mà để chế độ public thì nó sẽ hiện lên trên cái danh sách này. Ngoài ra mình cũng có thể kiếm thêm những cái bạn bè ở trong Facebook của mình. File Facebook friend nè, đó, đây là những cái danh sách những cái bạn bạn bè mà đang sử dụng Suunto mà mình còn rất nhiều nhiều nhưng mà mình sẽ có thể mình sẽ không có follow hết được ha. Đây, bạn November này đi chạy 14 cây về có một cái buổi tiệc rất là hoành tráng luôn ở trong này. Mình có thể ghi cho bạn đó một cái thumbs up nha. Thường thì sau các cái giải chạy thì sẽ có rất là nhiều những cái truck lót của bạn bè mình up lên đây. À đây anh Khoa. Anh Khoa anh cũng là một khách hàng thân thiết của mình anh đang sở hữu Suunto 9 và anh đang đi công tác ở Nam Phi. Anh cũng đang chạy và cập nhật lại cho mình ở đây. Tuyệt vời. Như anh chị vừa thấy ở trên Suunto app thì mình có thể thấy bạn bè của mình đi tập ở đâu, chơi môn gì, chạy bộ, đạp xe, chạy ở những cái khu vực nào để mà mình có thể tương tác với họ, say là ô giỏi quá, anh giờ chạy giỏi quá hay như là kudos vân vân. Thì Suunto app nó còn có thể chia sẻ những cái track log, những cái bài tập của mình lên trên Facebook để mà bạn bè mình có thể là mình tương tác trực tiếp trên Facebook luôn. Cơ bản hôm nay đó là mình đã giới thiệu với mọi người những tính năng quan trọng nhất ở trên cái phần Suunto app để mà mọi người có thể dùng Suunto app. Thật ra Suunto app họ nó có thể hoạt động độc lập không cần phải có đồng hồ. Cho nên là mọi người có thể bắt đầu tìm hiểu về cái thương hiệu Suunto này với cái công nghệ trên Suunto app để mình đưa ra quyết định xem là mình có nên mua đồng hồ Suunto để mà tập luyện hay không. Thì hôm nay cái buổi giao lưu phần sau của cái buổi livestream ngày hôm nay là phần giao lưu với khán giả, thì không biết là các anh chị ở đây mình có câu hỏi gì về cái phần Suunto app ngày hôm nay không ạ? Mình còn khoảng 15 20 15 gần 20 phút nữa để mà mình bắt đầu ha.
Nói xem mọi người có câu hỏi gì không? Một số anh chị nó hỏi có mini game có quà không? À, mini game với quà thì chắc là hẹn mọi người dịp sau đi nha, tại vì nói chung là lần nào cũng có mini game với quà thì nó cũng sẽ không khí nó sẽ cũng hơi lãng không vui. Mình sẽ dành cho những cái dịp đặc biệt, mini game với quà mình sẽ dành cho dịp đặc biệt. Thì trong tháng 10 này mình nghĩ nó cũng sẽ có một vài dịp đặc biệt á. Có bạn kênh Trần nhắn vào cái phần hướng dẫn tập chạy thì chắc có thể anh Hướng dẫn tập chạy là như thế nào ha? chắc anh có thể quay một cái đoạn mà star của cái đồng hồ hoặc là cái app À, á. bạn Trung Trần bạn hỏi là muốn hướng dẫn tập chạy là mình tập chạy với Sinto app hay là như thế nào ha bạn ha? Ok, thì bây giờ sẵn ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người kết nối. Kết nối wifi. Đây là Sinto app. Thì có một số anh chị vào sau á, vào phần sau của chương trình thì mình sẽ không có được xem cái phần hướng dẫn sử dụng Sinto app để mà tập luyện. Anh Đức anh có thể chiếu cái phần này. Thì đây, đây là giao diện chính của Sinto app thì mình có thể bắt đầu tập luyện bằng cách đó là mình bấm vào cái dấu cộng ở trên màn hình ở phía trên cùng này. Nó có một cái phần là record with app, tức là mình sẽ ghi lại cái bài tập bằng app. Rồi. Ở đây mình có những cái lựa chọn những môn thể thao như là chạy bộ, đạp xe, đạp địa hình vân vân, chạy trail đó. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn cái môn running đi. Audio feedback off, auto pause. Như nãy nói là auto pause thì nó thường dành cho vận động viên chuyên nghiệp nhiều hơn. Những cái lúc mà vận động viên chuyên nghiệp họ chạy chậm lại họ nghỉ thì nó sẽ không có ghi nhận cái phần đó vô cái phần bài tập của họ. Rồi tiếp tục mình sẽ bấm vô cái phần continue ở đây. Và mình bấm nút để bắt đầu cái bài tập thì mình bấm nút start ở dưới này. Đó. Ở đây mình có rất là nhiều những cái màn hình tập luyện. Ở đây mình có thời gian nè, quãng đường nè, pace nè. Mình gõ vào đây nó sẽ thay đổi cái thông số cho mình. Ngoài đây bên cạnh đó là có rất là nhiều những cái màn hình liên quan đến tập luyện ở đây. Đó. Và đây là cái biểu đồ nhịp tim đó, mình có đeo cái đai tim ở ngực á, mình kết nối Bluetooth mình pair với cái điện thoại mình, cái biểu đồ nhịp tim này nó sẽ cho mình thấy. Rồi, ngoài ra thì mình có thể dùng chức năng bản đồ ở đây. Đây là cái phần bản đồ mình đang ở livestream ở quận Phú Nhuận. Đây. Những cái cung đường mà mình đi qua trên cái bản đồ này nó sẽ tô màu sáng lên. Rồi, để mà giả sử như mình chạy ở trong sân vận động á, chạy ở trong sân vận động á thì mình sẽ hết một vòng mình có thể bấm vào cái nút lát này, nó sẽ tổng kết cái phần chạy cho mình đây, cái phần tổng kết thời lát nó nằm ở phía trên này đó. Rồi đây lát thứ hai ví dụ vậy, đó là những số cái tính năng để mà kết thúc bài tập đó, thì mình có thể là mình bấm nút stop mà mình có nếu mà mình đây là tạm ngưng thôi, nếu mà mình muốn tập luyện tiếp thì mình bấm nút resume ở dưới này hoặc là mình bấm nút end để mà kết thúc luôn. Đây mình bấm thằng end để mà kết thúc cái bài tập ở đây. Rồi, mọi người còn câu hỏi gì nữa? Cái này kết nối wifi. À, rồi, cái đó là Rồi, mọi người còn câu hỏi gì về cái phần Sinto app này nữa không ạ? Okay, cảm ơn bạn trên đi Trần.
cái sinh đồ app nó có cái nó Strava, không biết anh hướng dẫn gì. Thì anh sẵn cái buổi ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm về cái phần kết nối của Sinto. Anh Đức ra chỉ giùm em vô cái màn hình điện thoại. Anh Đức không? Ok, thì cái phần cái Sinto app này nó còn hỗ trợ mình kết nối với tất cả những cái dịch vụ, hầu hết chứ không phải tất cả, hầu hết các cái dịch vụ thể thao phổ biến. Ví dụ như hiện tại thì dịch vụ thể thao phổ biến nhất đó là các cái app như là Strava nè, Adidas Running nè, Endomondo vân, hoặc là Training Peak nữa. Thật ra thì Suunto có một danh sách rất là lớn các cái đối tác mà Suunto có thể chia sẻ dữ liệu, các anh chị có thể thấy ở đây ha. Một loạt những cái đối tác nè, từ những cái phổ biến nhất như là Strava, Adidas, Running, Endomondo cho tới những cái app như là Under Armour, Wikiloc. Wikiloc này cũng là một cái đối tác về bản đồ của Suunto, họ hỗ trợ Suunto xây dựng nên cái tính năng bản đồ của Suunto 7 á. Đây. Thực ra thì cái app này, số lượng app này có thể là ở Việt Nam mình rất là ít phổ biến, tuy nhiên là ở châu Âu thì số lượng người dùng nó rất là lớn. Có một cái app cũng rất là phổ biến đó là Relay. Relay là một cái app mà nó cho phép mình đó là quay phim lại. Tức là dựa vào các cái dữ liệu tập luyện của mình á, ví dụ những cung đường mình chạy qua hoặc là bơi qua, mình nó sẽ vẽ lại bằng một cái video để mà mình có thể post lên trên Facebook, vẽ lại cái cung đường chạy của mình, chạy nhanh chạy chậm rồi leo lên đỉnh núi hay là mình bơi biển, mình dừng ở đâu đó ví dụ vậy, thì nó sẽ quay một cái video để mà nó giúp mình chia sẻ lên trên mạng xã hội. Đây mình có thể kết nối với lại app Relay thì tự động những cái dữ liệu đó nó sẽ đẩy qua Relay luôn ha. Rồi. Danh sách này rất là nhiều, mình nghĩ là chắc cũng phải ít nhất là 50 đối tác để mà chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu á. Cảm ơn Đức. Rồi. Tiếp theo thì mọi người còn câu hỏi gì về cái phần Suunto app này mình sẽ giải đáp trong ngày hôm nay. Nếu như mà không có cái phần chia sẻ gì thì Bảo Huy có thể chia sẻ với mọi người một ít về cái kế hoạch tập luyện của Bảo Huy dành cho những cái giải sắp tới như thế nào được không? Ví dụ như khi mà mình đi tham dự một cái giải chạy trail thì mình nên chuẩn bị tập thể lực như thế nào á, ví dụ như cứ cự ly dài 21-42. Nếu mà sắp tới thì Huy tham dự cự ly 70 cây ở VGM thì Huy sẽ có những cái buổi tập cuối tuần back to back run. Ví dụ như thứ bảy thì chạy khoảng 15-20 cây xong rồi chủ nhật thì cũng chạy tiếp chừng đó km nữa để 15 cho 20 cây. nó cái thể lực nó cái ngày hôm sau rất là quan trọng, để cái lúc mà cái chân mình nó mỏi rồi thì mình vẫn chạy tiếp được. Như vậy nó sẽ mô phỏng cái quá trình mình chạy dài đó. Những cái lúc mà mình ở những cái km giống như mình đang mô phỏng ở những cái km từ 40 cho tới 70 km thì lúc đó chân mình nó mệt rồi thì mình vẫn chạy được tiếp được. Mình vẫn có thể mình rèn luyện cái sức bền của mình đúng không, để mình tới lúc mình mệt rồi nhưng mà mình vẫn còn cố gắng để mình chạy tiếp được. Nhưng mà cái đó là cuối tuần mình có thời gian mình chạy dài, còn những cái ngày trong tuần khi mà mình đi bận rộn với công việc thì mình tập luyện như thế nào? Nếu mà trong tuần thì nếu mà những cái dịp này ở Sài Gòn thì cũng hay mưa thì cũng không có nhiều thời gian ra ngoài tập được, hoặc là ảnh hưởng thời tiết thì khi thường tập ở nhà, thường là tập co, tập các cái bài cơ bản Ví thì dụ như là bài bài gì quan trọng nhất? hay là hai tập squat với plank với lại lunge, những cái bài mà hay tập để cho Ok. nó hỗ trợ về cái cơ đùi cũng như các Cái cái cơ đùi để mình leo dốc đúng không? leo dốc nó phải. Leo dốc cũng là một phần rất là quan trọng của chạy trail. Tuy nhiên á thì thật sự mà theo anh nhớ thì thật sự là mọi người leo dốc thì hầu như là nếu như mà gọi là ngang ngang trình với nhau á thì leo dốc cũng 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 tương đương nhau, nhưng mà cái phần mà hơn thua nhau á lại là chỗ đổ dốc.
Thì Bảo Huy tập luyện cái phần đổ dốc như thế nào? Nếu mà tập đổ dốc thì hay tập các cái nhóm cơ, mà nhóm cơ bắp là thường các cái bài tập là mình nhón chân, kiển chân lên, hoặc là các cái bài để cho giúp cho cái phần bắp chân nó khỏe để lúc mình đổ dốc nó được nhanh hơn. Ok. Ủa nhưng mà vậy là Bảo Huy có chỉ chạy thành phố thôi, hay là nếu mà trước khi tham dự cái giải trail vậy Bảo Huy có tập luyện ở những cái địa hình trail như là núi Dinh hay là nữa? Thì hồi trước ở Đà Nẵng thì hay tập ở Sơn Trà, còn từ khi mà chuyển vào Sài Gòn rồi thì cuối tuần hay có những cái buổi đi trail ở núi Dinh. Tuần nào cũng đi luôn hay là có Không, tuần nào? có tuần đi có tuần không, thì Có cũng tuần đi sắp không? xếp tùy theo công việc. Cá nhân Bảo Huy thấy cái địa hình ở núi Dinh nó như thế nào, nó có phù hợp để tập luyện các cái cự ly dài hoặc là siêu dài của các giải trail không? Núi Dinh thì có cái địa hình rất là tuyệt vời để mình tập chạy. Nếu mà mọi người đã từng tập ở núi Dinh rồi thì cái địa hình nó đa dạng, mình có thể nó có bê tông cũng có, mà đường treo cũng có rất là nhiều, và nó cũng có dốc nữa, thành ra là các anh chị em ở Sài Gòn là thường cuối tuần hay xuống núi Dinh để tập luyện. Thì lúc trước á, anh cũng đi chạy núi Dinh khoảng 2 lần rồi, mà anh nghĩ á, núi Dinh á nó chỉ có 2 đến 3 cung đường ngắn ngắn à, tức là ở trong cái địa hình trail xong rồi lại phải chạy ra đường ngoài là cái đường đèo mà chỗ xe hơi chạy á, thì thật ra anh cũng không thích lắm. Nhưng sau này á khi mà anh thấy được cái anh Masafumi anh đi chạy cái cung 100 cây á của ảnh á, thì anh mới thấy oa, vậy là còn những cái cung đường khác ở núi Dinh mà mình chưa có thật sự là Chưa mình khám khám phá phá. hết. Cái một cái điều rất là thích ở núi Dinh đó là nó có mấy cái suối, mà đang mùa mưa là suối nó rất là nhiều nước, mùa khô á thì nó lại rất là ít nước đúng không? Nó cạn. Đúng rồi, nó cạn que à, nhưng mà bây giờ là mùa rất là đẹp để mà mình đi tập điện chạy trail ở núi Dinh. Thứ nhất là lại suối nó nhiều nước, là chạy xong nóng quá chứ nằm xuống suối tắm rất Có là thể mát ha. Còn nếu mà mình cooling muốn chạy những cự ly dài hoặc là siêu dài á thì mình có thể dùng Sunto app, mình xem bạn bè của mình, và đặc biệt là mình có thể vào cái mình kết bạn, mình tìm cái anh tên là Masafumi Yamamoto gì đó, Masafumi, mình chỉ search cái keyword đó ra tên ảnh, ảnh chạy cự ly rất là dài ở ở núi Dinh, mình sẽ lưu cái cung đường của ảnh đã chạy vào trong điện thoại, sau đó là xin với lại đồng hồ, nếu có đồng hồ Suunto thì xin vào đồng hồ Suunto, còn không có đồng hồ Suunto thì mình lấy điện thoại mình chạy cũng được. Ở khu vực núi Dinh thì có sóng di động 3G, 4G như này, cho nên là mình có thể dùng điện thoại để mình định vị mình chạy được đúng không? Đúng không? Một số đoạn thì nó bị mất sóng tại vì Nó hơi sóng nó hơi yếu một chút, tại vì như là anh nhớ nó có liên quan tới quân sự một chút, nhưng mà ít nhất thì cũng 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 có một đoạn là có sóng, cho nên là mình vẫn dùng điện thoại để mà mình chạy theo cái cung đường đó được. Thì Suunto app, đối với Suunto app thì mình có thể làm rất là nhiều thứ, không nhất thiết là phải có đồng hồ Suunto ha anh chị. Suunto app là cái bước đầu tiên mà mình có thể là trải nghiệm cái công nghệ của Suunto, đặc biệt là các cái công nghệ liên quan tới bản đồ mà Suunto đã dày công xây dựng cùng với tích lũy những cái kinh nghiệm mấy chục năm nay của Suunto để mà xây dựng nên cái tính năng đó. Ok, thì cái buổi livestream ngày hôm nay thì nội dung cơ bản là giới thiệu những cái tính năng độc đáo của Suunto app. Thì các anh chị nếu mà có thêm những cái câu hỏi gì đó thì mình có thể post lên cái page vn.suunto, cái trang Facebook vn.suunto để đội ngũ bên hỗ trợ online của Suunto có thể trả lời, hoặc là các anh chị có thể gọi điện vào số hotline, hotline nó cũng nằm trên cái page vn.suunto luôn, các anh chị lên đó sẽ thấy cái hotline. Cái buổi livestream ngày hôm nay thì đến đây là kết thúc, thì rất là cảm ơn anh chị đã tham dự buổi livestream ngày hôm nay. Còn nếu anh chị có nhu cầu mua đồng hồ Salomon đến Suunto, đồng hồ Suunto hoặc là cái sản phẩm Salomon thì có thể là nhắn tin lên fanpage của chương trình ha. Xin chào tất cả mọi người. Ok, xin chào tất cả mọi người.